Em đăng ký anh chị sẽ được 25 đô vào tài khoản anh chị. Mà con này một lượt giới thiệu là đây em sẽ giới thiệu cho anh em, link thì em có để dưới phần mô tả đó. Anh chị vào đăng ký một cái tên, tên, email rồi và xác nhận mật khẩu là gọi nghe anh chị. Đây là bằng chứng em đã kiếm tiền được nè. Rất là hay nè anh chị. Vô nhiệm vụ nè anh chị. Anh chị vô đi, chơi con này chị, anh chị làm nhiệm vụ có 5-3 phút là kiếm được 10 đô, 20 đô à. Đây em đang chơi, thằng anh chị chờ chút nha, em đang lót, em làm nhiệm vụ cho anh chị coi. Nè anh chị. Nè anh chị tải cái con này nè, rồi anh chị phát VPN anh chị là trong vòng, nó chạy trong vòng 30 giây. Rồi anh chị kiếm được 20 đô rồi anh chị xóa anh chị. Nè, anh chị xuống tìm xuống nè. Anh chị xem video cũng kiếm được 20 được 30 đô nè anh chị. Nè, nhà phát triển nè. Đây anh chị tự tìm hiểu ha anh chị. Này em cũng làm nhiệm vụ hết, em kiếm được hết rồi. Là hồi nãy em mới làm, em mới vừa đăng ký em chơi chỉ được 15 phút nữa em được 8 mấy đô rồi. Anh chị, rồi anh chị chia sẻ một bài viết lên Facebook anh chị cũng kiếm được 10 đô nữa. Con này nó có bờ gồm anh chị nè, đây là rút tiền nè. Qua phần thanh toán nè. Anh chị chờ chút nha. Nè, đây là ơi, đây là số đô của mình, số đô của em hồi nãy. Phần để em ra em làm lại. Qua phần rút tiền anh chị, một rút tiền đó. À, mình rút 200 đô anh chị, mình hơi cao, thanh toán qua PayPal, Bitcoin nè. Nè, rút qua thanh toán sau khi anh chị đủ 200 đô anh chị nhập cái địa chỉ email PayPal của anh chị vào và yêu cầu rút tiền. Còn anh chị nào muốn rút Bitcoin thì anh chị ấy, còn đây em đã ép cái tài khoản PayPal của em rồi. Con này rất ngon anh chị. Đây là bằng chứng của, đây là những người nước ngoài đang rút nè chị, anh chị, nãy em qua em coi nè. Phá. Đây, nè anh chị, nè. Thành công gần đây là 650 đô la, đã trả 6 giây trước nè chị. Hồi nãy giờ là trả gần hoài anh chị. Con app này kiếm tiền rất là mau anh chị. Anh chị đăng ký với link của em thì anh chị được 25 đô. Em sẽ kiếm những con web nào mà cho anh chị không có vụ mà tiện ghép, tiện bộng này đâu. Em, anh chị cứ đăng ký kênh em đi, đủ 500 like, 500 sub là em sẽ dùng thủ thuật cho anh chị, dùng người thủ thuật hack chiếc máy app nước ngoài anh chị. Cái app Vova anh chị, em hack một cái là có mấy phút được 100 kim cương. Rồi anh chị vô đây tự tìm hiểu anh chị. Click nhấp chuột nè. Đây là bằng chứng là những người thanh toán tiền đô nè anh chị. Người nào người nấy kiếm 5-700 đô, 7-800 đô không. Con quét này em thấy kiếm tiền ngon quá, em giới thiệu lên cho các anh chị luôn. Anh chị đăng lên Facebook cũng kiếm tiền được nè anh chị. Anh chị cho đi kiếm 200 đô có khoảng 2 ngày à. Anh chị đây em đã đăng ký rồi, anh chị list đường liên của em, anh chị chỉ cần nhập tên này thôi thôi, em cũng vòng hoài vậy. Vậy video của em đến đây tạm dừng anh chị. Nè, anh chị vô nhiệm vụ anh chị, rồi khảo sát kiếm tiền luôn anh chị. Rồi anh chị tự tìm hiểu ha. Nên anh chị là thành công mới đổi được nè, người này mới đổi 500 mấy đô nữa nè anh chị. Này anh chị chỉ làm nhiệm vụ kiếm đô không, 20-30 đô, 30 đô không mà. Vậy video của em đến đây đã kết thúc, anh chị có thắc mắc nào thì cứ để lại comment dưới em sẽ trả lời anh chị. Vậy chúc anh chị thành công anh chị, chào tạm biệt.